Dạ cảm ơn anh. Trước hết thì cho phép Trung Nhân gửi đến tất cả cô chú anh chị lời chào thân thương và trân trọng nhất. Đáng lý ra thì phải để cho các anh chị hát trước, dạ, rồi mới tới em. Mà thôi bây giờ em xin giới thiệu thì xin phép các anh các chị cho em hát trước nha, dạ. Để chúc mừng ngày hôm nay thì Trung Nhân cũng xin chúc cho Yến Khoa lúc nào cũng sinh nhật năm nay lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc và trong con đường nghệ thuật thì lúc nào cũng thăng tiến ha. Và để tiếp nối chương trình thì cho phép Trung Nhân gửi đến tất cả cô chú anh chị một tân cổ rất dễ thương. Bài hát được mang tên Về đâu mái tóc người thương, mời cùng thưởng thức ạ. Nhà anh cách nhà em bởi một dầu rào thưa bốn mùa phơi nắng gió. Và có những hoàng hôn anh ngồi bên gác trò nhìn trộm sang em đang phơi tóc ở vuông rào. Chiều tô đậm mắt em hơn, anh chỉ nhìn em mà không một lời thăm hỏi. Em ngỡ ngàng nhìn gió đuổi mây bay. Nhà của em trước đó nở đầy hoa, căn gác trọ của anh thì nghèo sơ. Cảm ơn chị. Nhìn sai xưa một hình anh tuy trời, rồi cứ hoàng hôn này sáng hoàng hôn khác, em không còn phơi tóc lúc chiều buông. Anh vẫn ngồi nơi căn gác trò nhìn mây buồn lớp lớp đi. Dạ em xin cảm ơn cho tấm lòng thương của các anh các chị rất là nhiều. Em ơi, khối tình đó trọn đời anh lưu giữ, mang trong lòng tình kỷ niệm thân thương. Bờ dầu cũ em không còn phơi tóc nữa, ngồi nơi căn gác trò điều hiu, thầm ước nhưng nào đâu dám nói. Trời đông ngày gió lùa dai gầy, hình ảnh đó trọn đời anh nhớ mãi, nhớ bàn tay đang tóc tựa mây chiều. Bây giờ em đã vâng, xin được cảm ơn tiếng hát của Chuông Bạc năm 2023, năm nghệ sĩ Trung Nhân.